Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Lời Chúa. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là tác giả của 7 lá thư. Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 1 từ câu 4 đến câu 8. Và câu gốc của chúng ta Khải Huyền đoạn 1 câu 3: phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, cảm ơn Chúa Ngài đã gửi thư của Ngài đến cho hội thánh của Ngài, và Ngài đang gửi những lá thư này đến cho mỗi lòng của chúng con. Xin Đức Thánh Linh của Chúa cho chúng con biết Ngài muốn nói điều gì để giúp đỡ chúng con, để thay đổi chúng con, để trang bị chúng con cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con tập trung vào những gì mà Chúa muốn, và chúng con thấy được chính mình, chúng con thấy được Chúa của chúng con thấy được cõi đời đời, chúng con thấy được tình yêu của Chúa, và chúng con cũng thấy được những gì mà ma quỷ đang hành động để Ngài giúp cho hội thánh của Chúa chiến thắng với Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta học về Khải Huyền. Và thường như trước đây, có nhiều người sợ sách Khải Huyền vì có nhiều điều chúng ta chưa được hiểu. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu học thì chúng ta sẽ thấy được sách Khải Huyền rất là quan trọng. Và Chúa Ngài muốn chúc phước cho kẻ đọc, chúc phước cho kẻ nghe, chúc phước cho những người giữ theo lời tiên tri mà Chúa đã bày tỏ cho dân và đã gửi đến cho chúng ta. Và bây giờ xin Chúa Ngài cho chúng ta nhận biết được tầm quan trọng của ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này. Và chúng ta thấy Sáng Thế Ký là sách khởi đầu, và Ngài đã tạo dựng con người. Nhưng mà con người đã đánh mất những cái phước hạnh lớn lao của Chúa ban cho họ bởi sự không vâng lời, bội nghịch, chống lại với cha của mình. Và Chúa đã dùng các tiên tri ghi lại cho chúng ta biết được tình yêu của Chúa, chương trình và sự cứu rỗi của Ngài đã bắt đầu tại vườn Ê-đen. Và sau đó thì Chúa Giê-xu chính Ngài đã xuất hiện và Ngài đã dạy cho chúng ta về cuộc đời của Ngài, về sự chết của Ngài, về sự sống lại của Ngài, và các sứ đồ của Chúa đã ghi lại những điều đó cho chúng ta. Và khi mà chúng ta biết về chương trình của Đức Chúa Trời, biết được những điều Đức Chúa Giê-xu đã làm, thì chúng ta cũng biết rằng cái sự kết thúc của trái đất này và cái chương trình cứu rỗi của Ngài được hoàn tất khi Ngài viết ở trong sách Khải Huyền. Vì không có sách Khải Huyền, chúng ta không biết được kết thúc của cuộc đời của chúng ta, hay là trái đất này, hay là trong cõi đời đời chúng ta sẽ được hưởng như thế nào thì hoàn toàn chúng ta không biết. Cho nên bây giờ nhờ lời của Đức Chúa Trời, Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta biết được cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu, và trong cõi đời đời chúng ta sẽ như thế nào. Và Ngài muốn sách Khải Huyền đến với hội thánh của Chúa, cũng như là đến với mỗi cuộc đời của chúng ta, để Ngài chuẩn bị cho một hội thánh không tì, không vít, không chỗ trách được. Xin Đức Thánh Linh của Chúa Ngài hướng dẫn cho chúng ta vào trong ý muốn của Đức Chúa Trời, hưởng được ý muốn của Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì đây là những gì mà Ngài viết cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong Khải Huyền đoạn 1 câu 4 phần A. Chúa Ngài sử dụng dân để viết những lá thư này và gửi đến cho 7 hội thánh ở xứ Asi. Đây là vùng Tiểu Á, hiện bây giờ là phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Và chúng ta cảm ơn Chúa, nếu mà chúng ta học về lịch sử, chúng ta biết rằng là Giăng là mục sư ở tại hội thánh Ê-phê-sô. Và 7 hội thánh này là ở trong sự giúp đỡ của Giăng. Và bây giờ Giăng, ông đang ở tù. Ông bị đày đến đảo Patmo. Chúng ta sẽ nhìn thấy ông bị ở tù, nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng đang tể trị trên mọi sự. Và chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa của chúng ta như thế nào để kính sợ Chúa trong hội thánh của Đức Chúa Trời.
Và chúng ta sẽ coi cái lời chúc của Giăng: nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, có nghĩa là Ngài đang đến. Cùng từ 7 vị thần ở trước ngồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái lời chúc phúc này cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển của Đức Chúa Giêsu, nhờ sự bình an của Đức Chúa Giêsu, Ngài ban cho hết thảy hội thánh của Chúa, hay là con dân của Chúa, hay là những người đọc, nghe và giữ theo lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy tác giả của 7 lá thư này, và chúng ta biết những lá thư này đến từ Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chúng ta sẽ coi ở trong câu 4 phần B: từ đấng hiện có, đã có và còn đến. Ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 3 câu 14 phần A, Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu, hằng hữu, cái nghĩa là tự có và hằng có cho đến đời đời, là đấng hôm qua, ngày nay đến đời đời không bao giờ thay đổi. Và trong Cải Huyền đoạn 1 câu 8, Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đang đến, là đấng toàn năng, phán rằng: ta là Alpha và Omega. Chữ Alpha và chữ Omega có nghĩa là chữ đầu và chữ cuối trong mẫu tự, hay là trong cái chữ cái của tiếng Greek, có nghĩa là tiếng Hy Lạp, nghĩa là đầu tiên và là cuối cùng. Cho nên lá thư này đến từ đấng đời đời. Và chúng ta sẽ thấy lá thư này đến từ sự vận hành của Thánh Linh, hay là đến từ Thánh Linh của Chúa. Và Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng, có nghĩa là cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài. Khải Huyền đoạn 4 câu 5: từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Và chúng ta coi trong Khải Huyền đoạn 5 câu 6, hay là Ê-sai đoạn 11 câu 2 có đề cập đến 7 vị thần của Chúa. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đang vận hành trên cả trái đất này, và mắt của Ngài nhìn thấy tất cả mọi sự. Đây là điều chúng ta phải kính sợ Chúa. Vì nhiều khi chúng ta sống trên đất này, tin Chúa hay là hầu việc Chúa, mà chúng ta không biết được sự hiện diện của Chúa trong hội thánh của Ngài, không biết sự hiện diện của Chúa ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta, thì rất là dễ chúng ta sẽ tự ý làm theo những gì mình muốn hơn là vâng phục Đức Chúa Trời, vâng phục đấng hiện diện. Vì Đức Thánh Linh là đấng khai sinh hội thánh, Ngài là đấng bảo vệ hội thánh, phát triển hội thánh, dạy dỗ hội thánh. Ngài cũng làm điều đó cho mỗi một cuộc đời của chúng ta khi chúng ta nhận biết được những điều Ngài đang hành động. Và ở đây, từ nơi Đức Chúa Jesus Christ ở trong câu 5 phần A, và giải thích cho chúng ta Đức Chúa Jesus Christ là đấng như thế nào. Thứ nhất là đấng làm chứng thành tính. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Phi-e-rơ đã theo Chúa và đã xác nhận rằng Chúa Ngài chưa hề phạm tội và chưa hề nói dối. Nếu ai đó theo cuộc đời của chúng ta hay là sống chung với chúng ta, thì không ít thì nhiều họ cũng nhận ra chúng ta có phần thiếu sót. Nhiều khi chúng ta lỡ nói dối, hoặc là nhiều khi chúng ta sợ cho nên chúng ta nói dối. Nhưng mà đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài chưa hề phạm tội, Ngài chưa hề nói dối. Và trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 23 thì Chúa nói rằng Ngài là đấng biết và làm chứng. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta làm chứng những cái chúng ta chưa biết, hoặc là làm chứng những cái chúng ta không biết, hoặc là làm chứng những cái chúng ta biết nhưng mà chúng ta không nói hết. Và đây Chúa Ngài biết cho nên Ngài làm chứng. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tất cả mọi sự từ xa. Thi Thiên 139 cho chúng ta biết không có điều gì giấu trước mặt Ngài cả. Ngài thấy hết mọi sự, Ngài hiểu hết mọi sự, Ngài còn biết cái nguồn gốc của nó đến từ đâu khi chúng ta nói cái lời đó ra. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và đây Chúa, Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ
giúp cho chúng ta hưởng được bản tánh của Ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có một đấng làm chứng và những lời của Ngài rất là thành tín, có nghĩa là những điều Ngài nói là Ngài giữ những điều Ngài nói, và những điều Ngài nói thì nó được thực hiện. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Giêsu là đấng mà chúng ta sẽ gặp trong tương lai. Nhưng mà hiện bây giờ khi chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta bắt đầu học tập lời của Đức Chúa Trời để chuẩn bị và nhờ Chúa để lấy ra khỏi chúng ta những lời làm chứng không thành tín hay là trung tín của chúng ta. Trong tiếng Anh thì nó có một chữ, nhưng mà tiếng Việt thì nó rõ ràng hơn, đó là Chúa thì là đấng thành tín, nhưng mà chúng ta thì được gọi là những người trung tín. Và Đức Chúa Giêsu là đấng sanh đầu nhất từ trong kẻ chết. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20: nhưng bây giờ đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Trong câu 23, trong câu 23: nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, đấng Christ là trái đầu mùa. Rồi tới ngày đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu. Ngài chết, nhưng mà Ngài không chết luôn. Ngài không để lại cho chúng ta bộ xương, Ngài không để lại cho chúng ta tóc, Ngài không để lại những cái gì đó, vì Ngài đã chết và Ngài vẫn còn nằm đó. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu, Ngài chỉ mượn ngôi mộ cuối tuần mà thôi. 3 ngày, Chúa Giêsu Ngài đã sống lại từ trong cái chết. Và chúng ta thấy có nhiều người chúng ta nghe rằng họ cũng được sống lại, nhưng mà sau đó họ cũng phải trải qua sự chết. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài chết để Ngài bứt phá sự chết, và Ngài chết để Ngài trở nên trái đầu tiên cho tất cả những người chết trong Chúa Giêsu. Và khi chúng ta biết rằng là Đức Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài sống lại, thì mỗi một chúng ta cũng sẽ chết, nhưng mà chúng ta được sống lại với Ngài. Có một ông mục sư, khi ông giảng về đề tài Chúa Giêsu làm cho những người chết sẽ được sống lại với Ngài, ông giảng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà sau đó khi ba vợ của ông qua đời, ông bắt đầu ông cảm thấy bực tức với Chúa, vì tại sao cầu nguyện Chúa không chữa lành cho ba của ông. Và sau đó đứa cháu của ông đã bị hư thai khi cháu còn ở trong lòng mẹ. Bắt đầu ông cảm thấy rất là khó chịu về cái đứa cháu đã qua đời. Cho nên chúng ta thấy nếu một người có sự trông cậy vào Đức Chúa Giêsu, trong sự sống lại, phục sinh của Ngài sẽ đem đến cho chúng ta sự sống lại trong cõi đời đời, thì cái thái độ của những người tin Chúa sẽ khác đi rất nhiều. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi một chúng ta là chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Và những người nào chết thì cũng sẽ được sống lại với Ngài khi chúng ta thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình. Và đây chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giêsu Ngài làm Chúa của các vua trong thế gian. Thi Thiên 89 câu 27: lại ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Chúa là đấng cao hơn hết các vua trên đất. Và Ngài làm Chúa của thế gian. Ở trong Thi Thiên 95 câu số 3: vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, nhận Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Chúa của chúng ta. Ngài là đấng có quyền trên đời sống của chúng ta. Ngài là đấng cứu chuộc chúng ta. Và không có ai cao hơn Chúa của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người họ rất là sợ về thế giới thần linh. Cho nên họ phải thờ người này, họ phải thờ người kia. Và khi chúng tôi đi đến một chỗ, tôi không nói tên, cái nhà của cô đó đó, cô thờ đến nỗi mà miếng kính vỡ cô cũng phải đem về cô thờ, ghế hư cô cũng đem về cô thờ. Cái nghĩa là trong cái phòng của cô, nhà của cô đầy dẫy tất cả mọi thứ mà ma quỷ nó nói với cô rằng cái đó có thần linh. Mà chúng ta tạ ơn Chúa, khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ thì Chúa của chúng ta là đấng cao nhất, có quyền nhất, lớn lao nhất, vĩ đại nhất, và Ngài ban danh của Ngài cho những kẻ tin vào danh của Ngài để trừ quỷ, để sống
vượt quá hết tất cả những cái gì mà bị trói buộc của con người, của ma quỷ, của thế gian. Trong Ngải Quyền đoạn 19 câu 16, trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Rồi tất cả phải quỳ xuống trước danh của Chúa Giê-xu và mọi người phải run rẩy, phải xưng rằng Ngài là Chúa. Ngày hôm nay người ta có thể từ chối Ngài, nhưng mà đến thời điểm thì không ai có thể đứng nổi trước danh của Đức Chúa Giê-xu. Mà nếu ngày hôm nay chúng ta đầu phục danh của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta dâng cuộc đời của chúng ta cho Chúa, thì khi chúng ta gặp lại Chúa, chúng ta không có gì để sợ hãi cả, mà chúng ta vui mừng về Chúa của chúng ta được gặp Ngài trong nơi vinh hiển. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn của Ngài ban cho chúng ta. Ngài ban một đặc ân hay là một món quà được gửi đến bởi Đức Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Giê-xu là đấng Ngài ban mạng sống của Ngài, Ngài ban huyết của Ngài để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta chưa tin nhận Chúa, dù là một con người xưng là cái công bình cỡ nào đi chăng nữa, thì đối với Chúa cái sự công bình của họ cũng chỉ là một cái áo nhớp trước mặt Ngài. Và khi mà chúng ta nhận biết mình là kẻ có tội và chúng ta chấp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Và ngày hôm nay một điều chúng ta nghĩ, con cái Chúa thì không có phạm tội. Và ngày hôm nay có nhiều người họ đang tôn họ là Đức Chúa Trời, họ tôn họ là Thánh. Mà nếu anh em coi tin tức, anh em sẽ thấy ngày hôm nay có rất là nhiều người đang dấy lên, họ xưng họ là Đức Chúa Trời và có rất là nhiều người đang theo họ. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi con cái của Chúa và ngay cả bản thân tôi. Xin Chúa cho chúng ta thấy những điều tội lỗi dễ vấn vương, tội lỗi còn lại trong cuộc đời của chúng ta sau khi tin Chúa, giống như Gia-cơ đã nói. Cho nên chúng ta phải cần huyết của Ngài, cần lời của Ngài, cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài tẩy rửa mỗi đời sống của chúng ta, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Ngày hôm nay có nhiều khi cầu nguyện cho một người nào, thường hỏi họ có buồn giận gì ai không? Có gì trục trặc với Chúa không? Có rất là nhiều người trả lời là không, tôi không có cay đắng ai cả, tôi không có gì trục trặc với Chúa cả. Nhưng mà những người kính sợ Đức Chúa Trời thì họ yên lặng để họ xin Đức Thánh Linh của Chúa chỉ cho họ, họ đã làm điều gì. Một ngày kia tôi đến để thờ phượng Chúa và trên đường đi tôi ăn năn với Chúa, tôi xưng tội hết. Rồi khi mà đến chỗ nhóm lại, mục sư kêu gọi tất cả chúng ta hãy ăn năn tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa. Thì ngay giờ phút đó trong lòng của tôi nói với tôi rằng à, mình đã xưng hết rồi, đâu có gì để ăn năn nữa. Ngay lúc đó Chúa Ngài phán với tôi, con phải ăn năn về cái tội vì con nghĩ rằng không còn tội để ăn năn. Vì trong cuộc đời của chúng ta có những lúc cái tội mà chúng ta không biết, những điều chúng ta gây ra mà chúng ta không hề nhận biết, hoặc là chúng ta quên. Có một người chị em nói với tôi thế này, hãy để ý khi đổ rác, những thuốc uống phải hủy nó đi, đừng bao giờ để nguyên chai để gửi. Không có để nguyên chai để bỏ chứ, không có quăng thuốc khi nó còn trong chai. Vì một người nào đó họ sẽ lượm được, họ uống và họ sẽ tự sát. Chúng ta thấy có những cái nó ngoài cái tầm tay hiểu biết của chúng ta. Cho nên chúng ta rất là cần sự thương xót, sự tha thứ của Chúa. Nhiều khi chúng ta chạy xe, chúng ta chạy sai hoặc là chúng ta không để ý, chúng ta cũng gây cho người khác họ vấp phạm. Nhưng mà thường chúng ta đâu có thấy những điều đó, hoặc là những cái lời nói của chúng ta. Chúng ta phạm tội với Chúa trong lời nói rất là nhiều. Bao nhiêu người ngồi để ý thấy mình đã sai trật với Chúa trong lời nói. Và chính những cái điều đó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta và ảnh hưởng đến những người khác rất là nhiều. Cho nên xin Chúa Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Và không những Ngài rửa sạch mà Ngài tiêu trừ tội lỗi, cái nọc của sự chết, để những điều đó không cai trị trên chúng ta. Và chúng ta được Chúa Ngài chuẩn bị để Ngài tiếp rước một ngày gần đây. Và khi huyết của Chúa Giê-xu Ngài rửa sạch chúng ta, để làm gì? Để làm cho chúng ta nên nước Ngài, có nghĩa là được sinh lại trong vương quốc của Đức Chúa Trời, được trở nên người của thiên đàng, được trở nên những con người mà gọi Đức Chúa Trời là cha.
Cho nên Ngài cho chúng ta được sạch để bước vào trong vương quốc của Chúa, trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay rất là dễ, người ta nghĩ là ân điển của Chúa là bây giờ Chúa ban cho ân điển, Chúa cứu chúng ta rồi, chúng ta được tự do, chúng ta không cần thiết phải vâng lời ai, chúng ta không cần thiết phải giữ đời sống của mình trong sạch trước mặt Chúa. Có nghĩa là chúng ta muốn phạm tội, Chúa vẫn cứu chúng ta. Nhưng mà ở đây lời của Đức Chúa Trời cảnh báo cho chúng ta, hay là cho chúng ta biết huyết của Đức Chúa Giêsu Ngài rửa sạch để cho chúng ta được trở nên những người của thiên quốc. Và huyết của Chúa Giêsu Ngài rửa sạch để Ngài làm cho chúng ta trở nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, là cha của Ngài. Sự chết của Đức Chúa Giêsu, huyết của Ngài vô cùng giá trị trước mặt Đức Chúa Cha. Cho nên Ngài ban mạng sống của Đức Chúa Giêsu cho những kẻ tội lỗi giống như chúng ta, và bởi quyền năng của huyết đó, Ngài giúp cho chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống động trong chúng ta, để cho chúng ta đại diện cho Chúa trên đất này, đại diện cho Chúa để trở nên những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời trên đất này cũng như trong cõi đời đời. Những gì chúng ta làm ở dưới đất này ảnh hưởng đến cõi đời đời, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Chúa mới là đấng đắc được vinh hiển. Ngài đáng được vinh hiển và quyền năng. Ngày hôm nay chúng ta thấy rất là cẩn thận khi Chúa Ngài ban sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta. Vì trong Giăng đoạn 17, Chúa nói là con ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Hãy cẩn thận khi Chúa ban quyền năng của Ngài cho chúng ta. Nhưng mà phải nhận ra rằng tất cả những điều đó thuộc về cha của chúng ta, dâng hết cho cha của chúng ta. Tôn cao Chúa Giêsu, đừng bao giờ tôn cao mình. Và xin Chúa Ngài cho đây là những điều chúng ta cẩn thận để ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì rất là nhiều người họ đã ra khỏi vương quốc của họ. Họ ra khỏi vương quốc mà Đức Chúa Trời dành cho họ vì họ lập một vương quốc riêng cho mình. Và giống như tôi thấy một cái clip người phụ nữ đó, bà xưng bà là Đức Chúa Trời. Cho nên rất là nhiều người theo bà. Mà hiện thời đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta dù lớn dù nhỏ, hãy cẩn thận về điều này. Và chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta. Trong Khải Huyền đoạn 1, câu 6 phần A, và trong Giăng đoạn 15, câu 13, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chúng ta có vì bạn của mình để chết thế cho bạn không? Trước đây chúng ta thấy có Lê Lai và Lê Lợi. Lê Lai đã chết thế cho Lê Lợi. Và có một số trường hợp chúng ta thấy có những người anh, người chị chết thế cho em của mình, hay là người mẹ, người cha chết thế cho con của mình. Nhưng mà rất là hiếm. Bây giờ ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài vì bạn hữu, Ngài chết cho bạn của Ngài. Cho nên không những Chúa Ngài cho chúng ta là những thầy tế lễ của Chúa, mà Ngài gọi chúng ta là bạn hữu vì Ngài đã phó sự sống của Ngài cho chúng ta. Ngài dám phó sự sống của Ngài cho chúng ta có dám phó sự sống của mình cho Ngài không? Hay là Chúa cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, bắt đầu chúng ta sẽ sống theo ý riêng của mình, sống theo cái cách mà chúng ta nghĩ, và bắt đầu chúng ta nghĩ Chúa của chúng ta theo cách của chúng ta, thì đây là thời điểm chúng ta hãy trở lại để biết được rằng chúng ta phải sống cho đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài lấy huyết để rửa sạch hết tội lỗi cho chúng ta. Trong Hebrew đoạn 9 câu 22, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có tha thứ. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết được huyết của Ngài là quý báu dường bao cho cuộc đời của chúng ta. Không có huyết của Ngài, không ai được đến cùng Đức Chúa Cha, không ai được tha thứ, thì chúng ta sẽ ở trong địa ngục đời đời. Chương trình và ý muốn của Chúa cho chúng ta để trở nên thầy tế lễ, chúng ta sẽ coi những câu kinh thánh để biết rằng ý cha của chúng ta vẫn y nguyên. Khải Huyền đoạn 5 câu 10, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Chúa sẽ
làm cho chúng ta trở nên những thầy tế lễ, và chúng ta là những người sẽ đồng cai trị với Chúa trên mặt đất. Trong Xúc Động 19 câu 6, các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập thì đây là những lời Chúa nói để cho họ biết được rằng Ngài muốn cho cả nước Israel trở nên nước thầy tế lễ. Và trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúa không những cứu chúng ta mà Ngài đưa chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng kỳ diệu lạ lùng của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy nhận ra rằng chúng ta là những người được chọn. Được chọn có nghĩa là Ngài muốn biệt riêng chúng ta ra để làm chức thầy tế lễ nhà vua, để làm dân thánh, để làm một dân thuộc về Đức Chúa Trời, để làm một dân rao giảng nhân đức của Chúa đã ban cho chúng ta. Xin Chúa Ngài ở cùng chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta làm được cái chức vụ mà Ngài kêu gọi chúng ta. Cho nên chúng ta là những con người cầu thay cho gia đình của chúng ta, cầu thay cho đất nước của chúng ta, cầu thay cho những người ghét chúng ta, cầu thay cho những người bắt bớ chúng ta. Thường chúng ta có khuynh hướng là cầu nguyện cho những người chúng ta thương, những người chúng ta chịu trách nhiệm. Nhưng mà người nào chúng ta ghét, nếu mà Chúa có nhắc thì chúng ta cũng cầu nguyện sơ sơ thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta hãy nhận biết rằng một thầy tế lễ của Chúa thì không dựa trên ghét thương, mà một thầy tế lễ của Chúa cầu nguyện, cầu thay vì đây là chức vụ thánh mà Ngài ban cho người đó. Và người nào làm được điều đó có nghĩa là đang nối kết với thầy tế lễ thượng phẩm trong nơi rất cao. Ngài cầu nguyện cho mỗi một chúng ta. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Và Đức Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta cũng biết những sự thở than trong lòng của chúng ta để cầu nguyện thế cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nối kết được với Ngài thì tình yêu của Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt trên tất cả và có thể cầu nguyện được cho những người mà chúng ta không muốn cầu nguyện. Nếu lâu nay chúng ta không làm được cái chức vụ này, xin Chúa giải cứu chúng ta và ban sự sức dầu của Chúa trên mỗi một chúng ta để chúng ta có một đời sống cầu thay. Và ông Phi-e-rơ hay là các sứ đồ của Chúa hay là Phao-lô, họ là những con người học tập theo Chúa và họ là những con người nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho sự kêu gọi đời đời mà Chúa dành cho họ. Xin Chúa mở mắt cho chúng ta thấy được điều này. Và trong Khải Huyền đoạn 1 câu 7, Đức Chúa Giê-xu là Đấng sẽ hiện đến. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Chúa Ngài không đến lén lút. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người nói rằng Chúa đến chỗ đây rồi, Chúa đến chỗ kia rồi. Đức Chúa Trời hiện ra chỗ đó, Đức Chúa Trời đang ở nước này, Đức Chúa Trời đang ở nước kia. Ủa sao có nhiều Đức Chúa Trời lắm vậy? Và đây Chúa nói là khi mà Chúa đến, mọi nước sẽ trông thấy. Mà ngay cả những kẻ ghét Ngài, những kẻ đâm Ngài cũng sẽ thấy. Và đây Chúa Ngài thông báo sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu bởi các thiên sứ của Chúa ở trong Công vụ đoạn 1 câu 9 đến câu 11. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đang ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, sẽ có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Thiên sứ đã mách bảo trước cho các môn đồ, Ngài sẽ trở lại giống như cách Ngài đã được cất lên. Và trong Daniel đoạn 7 câu 13, Chúa Ngài cũng tỏ cho Daniel
về sự hiện đến lần thứ hai của Chúa. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Trong Thessalonica nhất đoạn 4 câu 15 đến câu 17. Vả, này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Nghĩa là ai mà chết đó, họ gặp Chúa trước. Còn mình là những người sống, thì mình sẽ gặp Chúa sau họ. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của các thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa Ngài sẽ cất hội thánh của Chúa lên. Tất cả chúng ta sẽ được gặp Chúa trên đám mây, điểm hẹn của chúng ta. Và Chúa Ngài viết khải quyền để chuẩn bị cho hội thánh của Chúa được gặp Ngài. Trong chúng ta có người nào đã sẵn sàng để gặp Chúa chưa? Và có nhiều người nghĩ cả gần 2.000 năm Chúa đã báo điều này, mà bây giờ 2.000 năm rồi đâu thấy chuyện gì xảy ra đâu. Trái đất vẫn còn nguyên. Nói Chúa đến hoài, bắt đầu chúng ta cảm thấy không còn được thức tỉnh nữa. Thôi khi nào Chúa đến thì Chúa đến đi. Bây giờ con phải sống, con phải thế gian thế nào, con phải như thế ấy chứ. Nhưng mà những tấm lòng nào kính sợ Đức Chúa Trời, những người nào Chúa Ngài cảnh báo và họ kính sợ, họ sẽ được nghe tiếng kèn của thiên sứ thổi, và tất cả những người đó sẽ được cất lên nếu còn sống. Còn nếu những người chết trong Chúa, họ sẽ được cất lên để gặp Ngài. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cả chúng ta biết được đây là những gì sẽ xảy đến trong tương lai cho cuộc đời của mỗi một chúng ta. Đó là cho những người tin Chúa. Còn những người không tin Chúa thì điều gì xảy ra? Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 7 phần B, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy, Amen. Chữ Amen có nghĩa là thật là như vậy hay là quả thật vậy. Amen cũng là danh của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30, Đức Chúa Giê-xu nói, khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Những người ghét Chúa, giết Chúa, lúc đó họ nghĩ họ là những người chiến thắng. Vì cớ Đức Chúa Giê-xu Ngài quá yếu, Ngài bị người ta trói, Ngài bị người ta vả vào mặt, nhổ râu của Chúa, đánh trên đầu của Chúa, giọng vào ngực của Chúa, đánh trên lưng của Chúa, đóng đinh Chúa, đâm vào hông của Chúa. Ngài như là một con người thất bại ở trong tay của con người. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nhận thấy Chúa Giê-xu, Ngài trở lại không còn là một con người thất bại. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa và thần trên các thần. Ngài đến với đại quyền đại năng, và tất cả những kẻ đâm Chúa, ghét Chúa rất là kinh hãi. Họ sẽ than khóc ở trong Khải Huyền đoạn 18 câu 8. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó. Nào là sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém,
và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa. Vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực, Chúa có quyền năng. Và Đức Chúa Giêsu ngày đến lần thứ hai để phán xét thế gian. Cho nên nếu bây giờ chúng ta không đến với Ngài để giải quyết tội lỗi của mình, không chuẩn bị đời sống của mình, chúng ta có đứng nổi trước sự phán xét của Chúa hay không? Và ngày hôm nay có nhiều người nói, tôi không thích tin Chúa, tôi không thích thấy Chúa, tôi không thích đọc Kinh Thánh. Rồi đến ngày đó, chịu không nổi trước sự hiện diện của Chúa. Và trong những bài sắp tới chúng ta sẽ thấy Chúa là ai? Ngài vinh hiển như thế nào ở trong cõi đời đời của Ngài? Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta tập để kính sợ Ngài. Tập để biết rằng chúng ta đang tin một đấng yêu thương chúng ta. Một đấng chậm giận, đầy ơn, nhân từ, thương xót. Nhưng Ngài cũng là một đấng công bình, phán xét. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong giờ phút này. Mỗi một chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài với một tấm lòng tôn kính, yêu thương và kính sợ Ngài. Chúa ơi, vì cớ không học được lời của Đức Chúa Trời một cách cẩn thận, cho nên chúng con thiếu mất sự kính sợ, vì biết rằng Ngài là một Đức Chúa Trời phán xét và Ngài là một đấng có quyền năng hay là quyền lực. Con xin Thánh Linh của Chúa hành động trên chúng con trong giờ phút này. Vì chúng con biết Ngài là Đức Chúa Trời, vì Ngài đang ngự giữa hội thánh của Ngài. Và lá thư này đến từ Đức Chúa Cha. Lá thư này đến từ Đức Chúa Giêsu. Lá thư này đến với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài đang muốn đặt những điều này trong mỗi cuộc đời của chúng con, để chúng con biết mình đang tin đấng nào. Và đấng ấy có quyền giữ sự chúng con phó thác cho đến ngày đó. Xin Chúa tha thứ vì nhiều khi chúng con khinh lời Ngài. Chúng con giỡn chơi với tin lành của Ngài. Những gì chúng con làm, những gì chúng con nói, chúng con nghĩ, không ai thấy, không ai biết. Bây giờ chúng con hạ mình xuống và nói rằng, chúng con nhận biết rồi. Ngài thấy hết mọi sự. Chúng con có thể giấu con người nhưng mà không bao giờ giấu Chúa được. Vì Chúa ơi, Ngài là đấng sẽ làm chứng hết. Ngài ghi lại hết những gì mà chúng con nói, chúng con làm trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng sống lại từ trong cái chết và Ngài đặt sự sống đời đời trong mỗi chúng con. Cho nên chúng con được chắc chắn rằng chúng con sẽ được sống lại với Ngài trong cõi đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con thờ phượng Ngài được gọi là Chúa của các chúa, vua của các vua và thần của các thần. Ngài giúp cho chúng con bước đi để kính sợ Ngài, để nhận biết được Ngài cứu chúng con, Ngài rửa sạch tội lỗi chúng con, để hết thảy chúng con là con dân của nước trời, là những người đại diện cho Chúa trên đất này, để mang chức giảng hòa đến cho những người chung quanh chúng con. Và Ngài ban chức tế lễ để chúng con trở nên thầy tế lễ của Ngài, để cầu thay với Ngài. Xin sự sức dầu này tuôn đổ trên mỗi chúng con. Và Ngài cho chúng con sẵn sàng để khi Chúa đánh thức chúng con bất cứ giờ nào, Ngài muốn chúng con cầu nguyện, Ngài muốn chúng con cầu thay, xin Chúa Ngài cho chúng con trả lời với Chúa: thưa Chúa, có con đây. Con cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ trở lại và Ngài báo
trước hết thảy cho chúng con. Cho nên giờ phút này lời này được thông báo hết cho tất cả những người đang nghe. Và xin Chúa cho chúng con chờ đợi Ngài. Vì bởi Thánh Linh của Chúa, Ngài gìn giữ mỗi đời sống của chúng con. Chúng con thật vui thích vì Ngài sẽ trở lại và tất cả chúng con được cất lên để gặp Ngài. Nếu chúng con chết trước khi Chúa trở lại thì tất cả chúng con sẽ đồng cất lên ra khỏi mồ mả để gặp Chúa của sự sống và sự sống đời đời. Cho nên chúng con có một sự hy vọng mà tất cả các tôn giáo khác không có. Vì các giáo chủ của đời này, họ chết và họ không thể sống lại được. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, đây cũng là lời cảnh báo cho chúng con. Vì những người ghét Chúa, những người chống Chúa, họ gặp Chúa lần thứ hai, họ không thể chịu nổi sự vinh hiển của Ngài. Và họ run rẩy, họ đấm ngực, họ mong cho được chết đi để đừng gặp Chúa. Xin cứu những người thân yêu của chúng con. Xin làm cho lòng của những người thân yêu của chúng con mềm mại để nghe tin lành của Chúa Giêsu. Xin Chúa thay đổi chúng con để chúng con có một đời sống tốt giữa vòng bà con, họ hàng, anh em của chúng con. Chúa ơi, nếu lâu nay chúng con tranh giành hơn thua, thì giờ phút này vì cớ nước của Đức Chúa Trời, chúng con chấp nhận thiệt thòi vì cớ danh của Ngài, vì cớ nước của Ngài, vì cớ sự vinh hiển của Ngài, vì chúng con được chuộc là cho điều đó. Và tất cả những người nào chịu những sự thiệt thòi của thế gian, Ngài đền bù cho họ 100 lần hơn đời này lẫn đời sau. Xin lấy chúng con ra khỏi sự hơn thua. Xin lấy chúng con ra khỏi sự sống theo xác thịt, ý riêng của mình. Xin lấy ra khỏi chúng con những ý tưởng xây dựng vương quốc riêng của mình, muốn người ta tôn trọng mình mà quên rằng những gì chúng con làm, chúng con đang chống lại linh hồn của chúng con. Chỉ có một mình Ngài đáng được tôn quý, đáng được rao ra, đáng được tôn thờ. Xin Chúa cho mắt của tất cả mọi người tập trung về Chúa Giêsu. Mắt của chúng con tập trung về Chúa Giêsu. Và trách nhiệm của chúng con là đưa người ta đến để nhìn vào Chúa Giêsu, chứ không phải nhìn về những gì mà Chúa ban cho chúng con. Ngài ban cho chúng con là để chúng con làm công việc đó, chứ không phải Ngài ban cho chúng con để người ta nhìn vào chúng con. Cho nên nếu chúng con có tài năng, có được sự thịnh vượng, có được tất cả là để làm cho danh Chúa Giêsu được tôn cao, và Ngài sử dụng những điều đó để giúp cho những người khác nhận biết Chúa Giêsu là ai. Vì nếu chúng con không làm, chúng con sẽ không đối diện nổi khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Cho nên giờ phút này chúng con hạ mình xuống, tất cả anh chị em hãy quỳ gối trước mặt Chúa và nói: Chúa ơi, Ngài đáng được thờ phượng, Ngài đáng được vinh hiển. Trong Thi Thiên 95 câu 6, hãy đến cúi xuống mà thờ lại. Các quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài Chúa. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa. Chúng con dâng gia đình của chúng con cho Chúa. Chúng con không nói về gia đình của chúng con nữa. Chúng con không nói về hội thánh của chúng con nữa. Chúng con không nói về chính mình của chúng con. Chúng con không nói về những cái phước hạnh mà Ngài dành cho chúng con, mà chúng con sẽ nói rằng đấng ban phước hạnh, đấng giải quyết nan đề, đấng trên hết mọi sự, là Chúa của các Chúa, là vua của các vua, là thần của các thần. Và chúng con phải thờ lại
tôn kính Ngài và mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Và nếu bất cứ lúc nào tâm trí của chúng con tôn cao mình, hãy cho chúng con nhờ Thánh Linh của Chúa để ra lệnh cho tư tưởng đó phải lui ra khỏi tâm trí của chúng con. Nếu chúng con đòi hỏi cho người ta biết đến danh của mình trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tư tưởng đó phải lui ra khỏi chúng con. Nếu chúng con có ý để phô trương mình ra trước mặt mọi người trong danh Đức Chúa Jesus, tư tưởng đó phải lui ra khỏi chúng con. Chỉ một mình Ngài đáng được ngợi khen, tôn kính đời đời. Chúng con tái dâng tấm lòng này cho Chúa. Chúa ơi, nếu tất cả những cái xác thịt, những cái ý riêng, những cái tội lỗi làm cho chúng con bị tổn thương, làm cho ma quỷ có cơ hội để tấn công vào đời sống thuộc linh của chúng con, giờ phút này chúng con hạ mình xuống và ăn năn tội, từ bỏ những điều đó và Ngài khôi phục lại tình yêu của chúng con với Ngài, để cho chúng con yêu Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con và yêu thương kẻ lân cận như mình. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Hư không đã bao lần Giêsu